Con có đủ tỉnh táo để mà con trả lời những câu hỏi của chú không? Dạ đủ. À, vậy là con hiện giờ bao nhiêu tuổi nè? Dạ con 16. Lúc mà cái người đó mà xâm hại con đó? Dạ 15. 15 ha? Dạ. Ừ. Bao nhiêu lần vậy con? Dạ 3 lần được, 1 lần không. 3 lần được, 1 lần không? Dạ. Nhưng con có dùng dậy, con có la gì không? Dạ có, con có chống cự mà sức con quá nhỏ, con chống cự không lại. Lúc đó có ai ở nhà không con? Dạ không. Cha thì đi do là mất, còn bà nội thì đi bán rau bắt rồi. Không ai ở nhà, mẹ ông đi làm. Rồi, giờ là có một mình con ở nhà? Dạ. Dạ, ông vô là ông thấy con nằm bên giường bà nội, ông hút con vô buồn. Ông ẩm con vô buồn. Ẩm con vô? Dạ. Lúc đó con ngủ hay con thức? Dạ, con thức. Trời ơi, ẩm vô luôn hả? Dạ. Rồi, mà cái ẩm con vô buồn lúc đó thì con có la có gì không? Bịt miệng lại không cho con la. Bịt miệng luôn? Dạ. Cởi quần ra. Cởi quần? Dạ. Có như là cởi hết không hay là sao? Dạ, cởi hết quần lót quần trong, cởi hết luôn. Nhưng mà vậy đó. Rồi con có nói với cha với mẹ không? Dạ không, tại vì ổng không vợ con giấu, con không dám nói. Ổng ham vợ con? Dạ. Ổng ham vợ con thì sao? Giết cha giết mẹ luôn hả? Dạ, giết con. Giết con luôn. Dạ, Phong xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phong đang ở Tân Trụ, Long An. Phong nhận được cuộc gọi cầu cứu của một gia đình mà có một bé 15 tuổi đã bị xâm hại tình dục. Thì sự việc như thế nào? Thì Phong sẽ mời quý cô chú anh chị cùng trò chuyện với người cha, người mẹ, người cô, người dì và người bà trong gia đình này. Một sự việc rất đau lòng. Thì hãy cùng Phong để mà xem sự việc như thế nào nhé. Như em nhận được cuộc gọi của gia đình của chị để mà cầu cứu vấn đề của bé đó. Dạ. Thì sự việc như thế nào? Thì nhờ chị trình bày rõ thì những cái gì nó sự thật nha chị. Dạ. Thì chị năm tên gì? Nguyễn Thị Đèo. Chị Đèo ha. Dạ. Còn bé gái? Trần Thị Anh Thư. Anh Thư ha. Dạ. Anh Thư được nhiều tuổi rồi? Nay 16 tuổi. 16. Dạ. Còn bé trai này là em của Thư hả? Em của Thư. À. Thì vậy là Thư này là cái người mà bị xâm hại phải không chị? Dạ đúng. À, sự việc như thế nào quá chị trình bày rõ đi. Sự việc hồi vào tháng 11 hồi năm rồi, là tháng 9, tháng 10 ấy, thì sự việc đã xảy ra với bé nhưng mà cha mẹ chưa phát hiện. Vào hồi tháng 11 á, hai mẹ con chiều khoảng 5 giờ lột tỏi ăn trước á, thì hồi đó bé đi học, nhà trường có cấp cho bé cái điện thoại để đi học online, chị một cái, em một cái. Rồi cái từ nghe, từ cái số điện thoại á, điện reo lên, cái mới lại thấy là số điện thoại của bạn cha. Là từ đó nói ủa sao, lý do sao chơi với cha mà không điện cha mà điện lại cho bé. Là có thầy bé nói là ông đó đáng ông tuổi ông nội con đừng có làm những cái hành động ổng, tuy mặc dù ổng dụ dỗ con cũng không nên mà chiều lòng mà cái lời ổng thì kia nọ, có dạy dỗ con như thế. Nhưng mà bé thì theo lời bé nói thì bé có cắt đứt quan hệ là không liên lạc với ổng nữa, là sau sự việc xảy ra. Rồi tới ngày 22 tháng 3 năm 2023, là từ vào lúc đó là hai vợ chồng có nghi ngờ ông đó rồi. Yeah. Là cắt đứt quan hệ, không chơi với ông đó nữa, là chấm dứt, không cho ông đó vô nhà để uống nước trà nữa, tá túc. Yeah. Làm ruộng gần ở nhà. Yeah. Là nghi ngờ là không chơi và không nhìn mặt nhau, không nói chuyện. Nhưng mà cái nghi ngờ mình có cái gì để mà mình nghi ngờ không? Không, nghi ngờ chỉ từ cái số điện thoại với thằng con trai. Yeah. Thằng con trai về nói là mình nghĩ là ông đó ổng kiểu như ông lớn tuổi đáng ông nội của bé, nên thành ra mình nghĩ ông tốt thôi. Yeah. Mình nghĩ suy nghĩ vậy, nhưng mà lòng thì cũng vẫn hơi nghi nghi. Yeah. Vẫn theo dõi ổng, theo dõi ổng đến ngày 22 tháng 3 là ngày 22 tháng 3 cha chiều á, hai chồng sống như không hạnh phúc với nhau. Ở bé thì nó đi qua bển á, tao đi với cha nó là năn nỉ qua đặng kêu mẹ về vậy đó. Đó. Rồi cái khoảng đó, lúc là 8 giờ tối lúc đó đó, là bé đi lên trên đường giữa đường nhà về là gặp ông đó. Rồi ông đó mới hả ẩm bé, là theo lời bé kể là ẩm đó vô tính quan hệ nhưng mà quan hệ chưa được.
là thành ra cái cha nó đi chung với nó về. Dạ. Cha nó đi chung với nó về là chạy. Chạy á, kiếm nó là vô là phát hiện là thấy bé bằng trái. Quần trái, quần lót thì bận trên ngực. Nó mới ẵm bé ra. Dạ. Mới ẵm bé ra thì ở đầu cổ tóc tai bé dính trái lên trơm rất nhiều. Đó. Rồi á, xong rồi mới ngồi gỡ gỡ, mới nói hỏi từ từ. Tại vì lúc đó bé xỉu và bé hoảng sợ. Xỉu luôn hả? Xỉu luôn, khóc. Mà ngồi vừa khóc mà vừa khóc, con thấy con vậy á, khóc rồi mới vừa gỡ trái lâm trơm hỏi con cái gì vậy. Rồi bé mới kể ra sự việc như vậy á. Đó. Rồi mới đem ra chính quyền. Mà thực tế á, là chính ổng á, còn quay trở lại ổng hỏi gì nè, vụ gì vậy? Cái chồng có nói đủ mẹ thằng nào mà hãm hiếp con tao hả, tao đi thưa cho nó tù chết mẹ nó luôn. Là trong khi đó là ông chạy xe ngược chỗ vô, ngược chỗ vô ruộng ổng á. Dạ. Bé xâm hại 4 lần. À, phải không vậy con? Dạ phải. 4 lần. Một... Bây giờ cái đó để cho bé nói ha. Dạ. Con có đủ tỉnh táo để mà con trả lời những câu hỏi của chú không? Dạ đủ. À. Vậy là con hiện giờ bao nhiêu tuổi nè? Dạ con 16. Lúc mà cái người đó mà xâm hại con đó? Dạ 15. 15 ha? Dạ. Bao nhiêu lần vậy con? Dạ 3 lần được, 1 lần không. 3 lần được, 1 lần không? Dạ. Nhưng mà những người đó là họ làm gì như thế nào với con? À, kiểu như là vô nhà, vỗ cái tiếp cận cha con xong mới vô vụ ngọt con. Vụ ngọt con như thế nào? Là nói những lời yêu thương con. Dạ hả? Dạ. Họ nói những gì? À, nói là cái chú ơi nói thương con. Thương con? Dạ, rồi có hứa cho tiền con. Nhưng mà cái người đó thì không cho tiền mặt mà nạp tiền cho con cho điện thoại. À, nạp qua điện thoại cho con? Dạ. Nhưng ổng nói ngoài dùng tiền ra thì ổng nói những cái câu gì mà ổng để ổng gần gũi con? Thì nói là anh thương em vậy đó. Dạ hả? Dạ. Người đó là hiện giờ nghe chú nghe mẹ nói là 50. Dạ. Mà con nghe cái đó con có thấy sợ không? Dạ sợ. Nhưng mà lần đầu tiên mà gần gũi con đó là họ đã dùng những cái từ đó hả? Dạ. Mà cái lần đầu tiên đó là có lần được không? Dạ, dạ được. Con có dùng vậy, con có la gì không? Dạ có, con có chống cự mà sức con quá nhỏ, con chống cự không lại. Lúc đó có ai ở nhà không con? Dạ không. Tại cha thì đi giao lại bắt, còn bà nội thì đi bán lại bắt rồi. Không ai nhà, mẹ con đi làm. Rồi, là có một mình con ở nhà? Dạ. Trời đất ơi, rồi lúc đó là ổng có, cửa có đóng không? Dạ không, tại nhà con cửa mở ra, không có đóng. Vậy là ổng vô tự nhiên? Dạ. Rồi, ổng mới, nói chung là ổng vô, ổng cũng không có phải là xâm hại liền. Dạ, ổng vô là ổng thấy con nằm bên giường bà nội, ổng hút con vô buồn. Ổng ẵm con vô buồn. Ẵm con vô? Dạ. Lúc đó con ngủ hay con thức? Dạ, con thức. Trời ơi, ẩm vô luôn hả? Dạ. Rồi mà cái ẩm con vô buồn lúc đó thì con có la có gì không? Dạ có, mà ổng bịt miệng lại không cho con la. Bịt miệng luôn? Dạ. Trời ơi trời, vậy là có cái kiểu này là cưỡng chế rồi, cưỡng bức rồi, cái kiểu mà... Rồi lúc mà ổng ẩm con vô trong buồn á. Dạ. Thì ổng làm những gì? Dạ là ổng đè con ra, ổng cởi quần con ra. Cởi quần? Dạ. Có như là cởi hết không hay là sao? Dạ cởi hết quần lót, quần trong, cởi hết luôn. Áo? Dạ áo để lại. Áo để lại. Nhưng mà là cái lần đầu tiên là ổng đã xâm hại con đó ha? Dạ. Lúc đó thì con có đau đớn không? Dạ có đau. Mà con biết cái những cái lúc mà ổng vậy đó, rồi con có nói với cha với mẹ không? Dạ không, tại vì ổng hâm dọa con không, con giấu, con không dám nói. Ổng hâm dọa con? Dạ. Ổng hâm dọa con làm sao? Ổng nói là nếu mà nói bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, là ổng giết cha với mẹ chứ con chết, nên con giấu, con không dám nói. Giết cha giết mẹ luôn hả? Dạ, giết con. Giết con luôn? Dạ. Mà con nghe cái đó thì con sợ? Dạ con sợ, con không dám nói. Con phải chịu đau đớn một mình luôn hả? Dạ. Rồi con những cái đó rồi con không nói cha nói mẹ, nhưng mà con có nói với ai, cô dì chú bác nữa không? Dạ không. Trời ơi, đó là lúc con 15 tuổi. Dạ. Thì con có nghĩ đó, nếu mà 15 tuổi con có nhận thức được lúc mà ổng làm như vậy đó,
có khả năng con bị có bầu rất cao, con có nghĩ tới cái đó không? Dạ. Dạ không. Không biết ha. Dạ. Trời ơi là trời. Rồi những cái lần sau nữa nó cách nhau bao xa? Dạ lần đầu thì cách lần hai là khoảng 2 tuần. 2 tuần. Dạ. Vẫn được luôn. Dạ. Lần nào là cái lần thứ hai là không được, tại vì ổng trèo từ cửa sổ vô buồng cha con. Ừ. Rồi xong rồi cái lúc đó là mình ở đi chơi không ai ở nhà hết, cha còn thì qua mẹ. Rồi ổng trèo vô rồi cái lúc đó quan hệ chưa được, ổng mới cởi quần ra thôi. Nên là quan hệ chưa được, bà nội vô buồng vô cái cánh cửa, nội kêu kêu con nên ổng quẩy hỏng chạy ra ngoài. À, thì là lúc đó bà nội vô. Dạ. Giống như là có bà, miễn là có người ở nhà nên ổng không dám. Dạ. Rồi lúc đó là ổng mới chạy thoát đi. Dạ. À, nhưng mà trước khi ổng chạy thoát, ổng có nói gì với con không? Dạ không, ổng quả hồn, ổng chạy đi rồi, đâu có nói gì. Nhưng mà lúc đó cũng đã cởi quần con ra rồi. Dạ. Là, nhưng mà chưa có thực hiện được. Dạ. Còn cái lần thứ ba? Dạ, lần thứ ba là ổng nhắn tin con qua trời. Ủa, không phải ở nhà nữa? Dạ, ở nhà là một lần, hai lần. À, không phải, là cái lần thứ ba đó, lần thứ là ba. Ở chỗ khác hả? Dạ, ở chỗ khác. Cái chòi đó gần đây không con? Dạ gần chút. Đâu đâu con chỉ cho chú coi. Dạ. Đâu à, chỉ biết ở đâu không? Nghe con nói là dẫn con vô chòi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con đang làm cái gì mà họ ổng lại dẫn con vô chòi? Dạ lúc đó là con đang ở trong nhà, ổng nhắn tin qua điện thoại con. Ổng nhắn? Dạ. Ổng nhắn sao con? Ổng nhắn là kêu qua trời. Rồi con mới đi qua. Dạ. Mà con đi qua con biết cái sự, cái đó là ổng sẽ dụ con không? Dạ con chỉ biết là chắc ổng mà bám cho tiền thôi. Con có không biết là cái ổng dụ con quả ảnh quan hệ tình dục. Vậy là ổng nói là qua để cho tiền hả? Dạ. Ổng cho con bao nhiêu? Con nãy con nói là ổng cho con tiền mà ổng nạp cạc tiền cho con. À vậy dùng cái hình thức là giống như cho tiền nhưng mà cái kiểu nạp điện thoại. Dạ. Cái đó là chơi game hay là nạp để gọi cuộc gọi? Dạ là nạp là để nhập kiểu như là gọi điện qua qua lại. À, không có đưa bằng tiền. Dạ. Nhưng mà nạp qua điện thoại cho con. Dạ. Giống như nạp tiền để con có gửi gì con gọi cho nó về đó không? Dạ. Trời đất ơi. Giờ lần thứ ba đó ổng có thực hiện được không? Dạ được chứ. Ba lần đó, hai lần được và một lần không đó, thì ổng có những hành động gì với con? Con cứ việc con nói hết đi. Là chú là cũng có hôn con, sợ ngực con, sợ bộ mặt sinh dục con. À, sợ. Dạ. Nhưng mà ổng có quan hệ không á? Thì ổng quan hệ với ổng là ổng không có để cho con dính bầu. Là bằng cách là không có để tinh trùng vô cơ thể con. Không phải, ý chú hỏi là quan hệ. Chắc bé nó hiểu rõ vấn đề đó không chị? Như ổng là cho xin phép là chú hỏi thẳng, tại vì cái này đang về cái sự việc thật, chú đang bảo vệ con. Dạ. Mà mong rằng cộng đồng thương con và bảo vệ con. Thì ổng có dùng cái bộ phận sinh dục của ổng đưa vô bộ phận sinh dục của con không? Dạ có. Ừ, đó, cái đó đó, chứ không phải dùng bàn tay phải không? Dạ. À đúng rồi, bởi vậy nhiều khi bé không hiểu đó. Ừ. Trời ơi, vậy là 3 lần. Luôn ngay cả chỗ cái chòi là 3 lần. Dạ. Rồi nghe nói là 4 lần rồi, thì cái lần thứ tư nó như thế nào? Dạ lần thứ tư là khoảng tối ở ngoài mã bồ cốt. Ở chỗ khác nữa? Dạ. Ở mã nào? Mã bồ cốt ngoài sau nhà con. Sau nhà này hả? Dạ. Là lúc đó con đang làm gì mà ổng lại kêu ra mã nữa? Dạ là tối rồi, bà nội thì đi chơi, còn cha thì qua mẹ. Ừ. Rồi lúc đó 7 giờ ổng cũng có trồng ruộng kế gần trên đây nè. Ừ. Kế nhà con. Rồi ổng cũng nhắn tin kêu con qua vậy đó. Kêu con ra ngoại mã một cốm. Trời ơi. Vậy là ông này ổng đã có những ý đồ trước rồi. Nên năm ra là dùng những cái hình thức là giống như không phải cho tiền. Dạ. Mà nạp cạc cho con. Dạ. Mà những lần trước như vậy á, con cũng thấy là ổng làm gì sai rồi. Mà con lại đi như vậy? Tại vì
nếu như mà con không đi thì con sợ tính mạng của cha mẹ con. Rồi hiểu rồi. Cái đó có luôn cái từ, cái lời hăm dọa. Dạ. Nếu mà không đi thì sẽ giống như là những cái lần đầu tiên. Dạ. Cha và mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm. Dạ, nên nói bốc bụng không đi con thương cha mẹ con. Dạ hả? Dạ. Phải chi cái đó lần đầu tiên và con lên tiếng đi. Lúc đó sẽ con không có còn đau đớn những lần sau. Trời ơi, đau đớn lắm con ơi, con còn nhỏ quá trời mà ổng xâm hại con như vậy, rồi nữa sau này về cái tổn thương cho con á, hiện giờ á, những giấc ngủ của con á, con có sợ không? Dạ có, nhiều khi con ngủ nửa đêm con giật mình vậy. Vậy hả? Dạ. Rồi đó là 4 lần, nhưng mà còn những cái lần khác mà ổng không thực hiện được nữa không? Dạ không. À quên, cái chỗ mà mộ của bà cố đó. Dạ. Thì cái đó là ổng thực hiện được không? Dạ được chứ. Được luôn. Dạ. Rồi lần sau cùng là lần nào? Dạ là lần sau cùng là lần tại mã bà cố đó chứ. Bao lâu rồi con? Dạ khoảng 1 tháng. 1 tháng này ha? Dạ. Trời đất. Rồi vậy là tổng cộng là 4 lần. Dạ 4 lần. Mà 3 lần thì ổng thực hiện với con được. Một dạ. lần thì dạ, có bà nội. Dạ. Nên ổng mới sợ, ổng chạy trốn. Dạ. Ổng có kiểu như là nhắn tin với con, kiểu như nhắn tin ổng cũng có nói là ổng ở với con sinh trai cho ổng. Đây ổng có dùng những cái hình ảnh hay gì đó mà khiêu gợi con không? Dạ không. Những cái từ nào nhắn tin á là ổng sẽ mời gọi con hơn? Con chỉ biết ổng nhắn là kêu qua trời thôi. À chỉ nhắn là đơn giản là đi qua trời hay đi đâu thôi ha. Dạ. Chứ không có đưa những hình ảnh hay là những lời gì chẳng ha. Dạ. Cái đó là con phải nói thật sự. Tại vì một khi chú lới tới đây á, qua cái sự chờ mà cầu cứu của gia đình á. Dạ. Thì cái gì mình phải nói sự thật nha con ha. Dạ. Thì con còn gì để chia sẻ nữa không? Dạ hết rồi chứ. Hết rồi ha, dạ. Coi như là 4 lần. Dạ. Rồi để chú nói chuyện với mẹ. Dạ. Thì chị nghe bé nó kể vậy đó, thấy thực sự là quá đau lòng. Thì bé nó bị hăm dọa. Dạ. Theo nghe như bé kể là sẽ hại cha, hại mẹ và hại luôn cả bé. Trời ơi. Rồi bé trai này là bé nó có biết về sự việc này không chị? Dạ bé nó biết trước, tại vì nó đi theo chị hai đó, chị hai nó chở nó đi á. Lên trển thái xã. Thì cái thấy ruộng của ông sát bên của ông sinh xã á. Dạ. Thì cái bé trai mới thấy ông đó chụp vô bộ sinh dục của bé gái, mới về nói mẹ ơi chú Vinh làm vậy á. Thì bên đây thì nói hồi đó giờ nghĩ là ổng chơi bạn bè với chồng, ổng là người tốt, với lại cỡ ráng ông nội của bé nữa, không thể nào làm hành động vậy trơn á. Mấy có la bé trai nè, con đừng nói bậy, chú Vinh là người lớn, không có làm bằng bậy vậy đâu, con đừng nói bậy nha. Vậy là con thấy chú Vinh đó là sao con nói lại, như lời con nói thôi. Con thấy mấy lần? Dạ con thấy một lần. Với có một lần con đi lên chở với chị hai con đi tắm cá. Rồi xong chị hai con đi lên cha chở bán con cá. Con hỏi là chú Vinh ơi chỗ nào có cá chỉ con cắm. Chú Vinh nói là tạm bữa xã chú Vinh dụ con là chú Vinh nói để hai đi mình con cắm. Chú Vinh dụ chị hai con đi phút cái bữa xã phút cái tầm nhìn bụi xã của con. Rồi xong chú Vinh sao bộ phận sinh dục của chị hai con. Giờ là con thấy được là 2 lần phải không? Dạ. Lúc đó con thấy rồi đó. Thì con có nói với ba với mẹ vậy không? Dạ. Lần đầu là con có nói, lần thứ hai là con nghe mẹ con nói là không có được nói vậy người lớn. Nói vậy mẹ không cho con nói, không nói. Vậy là chị cũng không có nghĩ là ổng lại tán tận lương tâm. Dạ đúng rồi.
khốn nạn vậy hả chị? À, không, tại vì hồi xưa hồi đó tới giờ làm ruộng gần á, mình nghĩ mình đối xử tốt với người ta, cho thân người ta có túc và từng miếng nước hoặc cởi đồ vậy đó. Với lại hả, mình thấy con người ổng đàng hoàng vậy á, mình không có nghĩ rằng là ổng sẽ tác tệ và sẽ xâm hại con mình đâu. Yeah. Nghĩ là nghĩ là bé này chỉ là con nít đó, nó yeah. nói như vậy thôi, chỉ cứ rầy ra coi người ta lớn con đừng nói như vậy. Nói như vậy nó không, người ta lớn chứ không phải người ta nhỏ đâu, không nói như vậy. Cái này ra bé trai. Vậy là sự việc này không phải là một lời của bé nói thôi. Yeah. Rồi giờ cái người em trai cũng đã thấy cái sự việc, ổng đã có những hành động là bóc vào cái bộ phận sinh dục của bé rồi. Yeah. Đó là giống như là người thật việc thật luôn rồi. Yeah. Rồi cái nghe nói mà ở trong phòng á, thì phòng là ở phía sau này hả chị? Yeah. À, chị với bé dẫn vô cho thấy cái phòng đó. Trời ơi là trời, một cái phòng trống quát đây nè, không đi vô nữa. Ủa, vậy là cái cửa này không có hàng rào hả chị? Dạ không, cái cửa không có khóa nữa chị. Không, không có khóa luôn? Dạ không, khép lại. Ủa, vậy là ổng trèo vô bằng này hả con? Dạ, ổng để cái ổng lấy cái cửa rồi ổng trèo vô. Rồi ổng đi ra, ổng cũng leo ra bằng đường này luôn? Dạ. Trời đất, quỷ thần ơi trời. Hèn chi đây nè, cái điều kiện để mà ổng thoát dễ quá mà. Vậy là không có gài luôn hả con? Dạ không. Trời ơi, có con gái mà không có gài con này dễ bị xâm hại quá. Dạ, cái này gài vô không được chú ơi. À. Vô dễ đẩy ra. À, vậy là không có gài được ha. Dạ. Chỉ là đóng lại thôi phải không? Dạ. Trời ơi. Dạ. Vậy là ổng đi vô bằng cửa này. Dạ. Và ổng đi ra bằng cửa đó luôn. Dạ. Nhưng mà tại đây thì ổng đã hai lần giữa con. Dạ. Dạ, yeah, lúc mà bà nội bà kêu cửa đó. Dạ. Là ổng mới nghe hay sao? Dạ, ổng mới nghe. À, lúc đó là hai lần đó là ổng vô bằng cửa sổ hết chứ không dạ, phải? Dạ, không. Một lần vô cửa sổ, một lần vô cửa chính luôn chú. À, lúc đó tại vì không ai ở nhà hết. Dạ, ổng mới lẻn vô được chứ có người nhà không dám vô. Dạ ha. Dạ. Ừ, trời. Vậy là thưa cô chú anh chị, tại đây đó thì ổng đã thực hiện với bé là một lần được và một lần không. À, cái lần thứ hai đó là vô tình bà nội đi tới và ổng thấy có động tĩnh nên ổng đi thoát ra bằng cái cửa này nè. Cái cửa này không có rào, không có sông gì hết nên dễ tẩu thoát quá. Trời ơi. Rồi thôi đi ra đi. À, như từ giờ bé nó trình bày với chị cũng trình bày và bé trai này cũng trình bày rồi đó, thì em hiểu hết cái sự tình của gia đình rồi. À, quá mà cũng như là mình bị con mình đẻ ra mà bị xâm hại, nhưng bé nó quá khờ, nó cứ nghĩ là cái lời hăm dọa đó và bé nó muốn bảo vệ gia đình để mà chấp nhận, để mà giống như cho ổng quan hệ, nó mà bảo vệ cha, bảo vệ mẹ. Bé không có nghĩ cái đó là cái mà mình phải la lên. Cứ nghĩ đơn giản hả, mình la lên đó là bé sẽ bị, gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Thì bây giờ theo ý của chị, muốn sự việc này như thế nào, chị cứ việc trình bày. Ngoài pháp luật á, giải quyết để đưa ra ánh sáng cho con em. Tại vì á, đúng ra thì á, đối với gia cha mẹ như em á, nhà em rất nghèo, chỉ biết làm lụ lo mà ăn nuôi con, không được chăm sóc cho con tốt. Tại vì cha thì á, lo chồng rể nuôi, còn em thì phải đi làm công nhân, đi sớm về tối, không được chăm sóc con. Mà con thì thời dạy bị dụ dỗ vậy á, đối với gia đình em rất nghèo, không có. Ấy, em chỉ muốn bên kia thì đem qua tiền lo cho con em rất nhiều, mấy lần tới 7 lần lận, nhưng mà em không nhận gì hết. Tới một số tiền này rất lớn, đối với em là 100 triệu, nhưng mà em hồi xưa giờ chưa có thể mà có 100 triệu đó, nhưng mà em không, em muốn đưa ra chính quyền để cho con em làm sáng tỏ cho con em thôi. À, vậy là thêm một cái tình tiết mới nữa. À. Đó là ổng cầm 100 triệu đưa cho gia đình chị hả? À, vợ ổng và mẹ chồng của ổng.
Mấy lần trước thì sự việc nó xảy ra khoảng một cách một hai ngày thì ba ruột ổng và em ruột ổng và vợ có một bà hàng xóm theo hỗ trợ nữa, hỗ trợ là nói đem ra một số tiền để bồi dưỡng cho tinh thần của bé, nhưng mà ở bên gia đình em thì cứ nói là thôi đã đưa vào chính quyền thì thôi để cho nhờ chính quyền đem ra ánh sáng và người nào có tội thì người đó sẽ chịu tội. Chứ bên em không có nhận những số tiền đó. Rồi khoảng cách mấy bữa sau thì nó tiếp cứ qua bên em hoài. Rồi cái tới ngày em nói sự việc của con em xảy ra quá trời bất ngờ, em rối tung cả óc luôn. Em không biết làm sao. Ổng mới đem, ổng cũng đem số tiền qua và cũng đi chang như vậy, ba ruột và em ruột và vợ và với lại bà hàng xóm á. Rồi qua tới nhà cậu ruột của em cũng nói là số tiền đó vậy đó. Nhưng mà cậu thì bên phía bên em thì em cũng vẫn nói như vậy, vẫn nói là thôi bây giờ đã đưa ra chính quyền thôi, nhờ chính quyền đem ra ánh sáng giùm chứ không bên đây không có nhận. Khoảng cách cũng nhiều lần như vậy rồi một thời gian sau khoảng gần cái có vợ ổng và mẹ ruột của ông đó ngồi ở trước hàng tư em, bà vợ thì nói thôi bây giờ sự việc nó vậy rồi, thôi chị gửi cho em 50 triệu đặng nuôi bé đẹp đi học. Thêm tiếp đó thì bà má chồng là mẹ ruột của ông đó nói mở sáu cho con thêm 50 triệu nữa đặng nuôi con nó đẹp đi học. Rồi ở bên đây thì không muốn cự cãi và sự im lặng, nói thôi bây giờ con đã đưa vào chính quyền thôi, con nhờ chính quyền làm sáng tỏ cho con, người nào có tội thì người đó phải chịu tội. Còn con, phần nuôi con của con thì con đi làm công nhân, con ráng làm công nhân, con nuôi con đi học. Cái xong cái bả đi về, bà mẹ ruột của ông đó đi về kêu con nên suy nghĩ kỹ lại đi, con của con dù gì cũng lớn rồi. Đó. Bả đi về mà bả còn nói như vậy á, con về con suy nghĩ lại đi, con của con dù cũng lớn rồi. Mà em thì em cũng thừa sức cũng muốn trả lời á, nhưng mà thôi sự việc mà con mình đã vậy rồi, không có sự tranh cãi gì hết, em im lặng để cho bả đi về. Nếu mà em nói thì sự tranh cãi cãi lộn mất công, thôi để im lặng sự việc đó. Em hiểu rồi. Vậy là qua sự việc của chị em mới chia sẻ nữa đó, là gia đình ngay cả người vợ và những người hàng xóm và luôn cái người cô luôn đó, và anh nghe nói cha chồng nữa hả, người cha nữa hả, người cha, người, đó người đây mẹ. Là đây là những người nhà của cái nhân vật mà xâm hại bé. Mà nãy nói con tên gì chú quên rồi, con tên anh Thư. Anh Thư ha, đó, là dùng tiền đi tới để mà muốn mua chuộc, muốn bịt miệng lại để mà giống như là những cái lần xâm hại đó sẽ được đánh đổi bằng tiền. Nhưng mà tới rồi thì gia đình không chấp nhận, muốn cho sự việc được đưa ra ánh sáng và những cái người có tội đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là những ý của chị phải không? Dạ đúng rồi. Rồi em hiểu rồi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì qua sự việc này thì Phong cũng mong muốn rằng cộng đồng mạng, những cô chú hiểu về luật pháp, hiểu về quyền bảo vệ và trẻ em, những đứa trẻ bị xâm hại tình dục và những cái lời hăm dọa, những cái câu mà phải nói là làm cho bé bị bấn loạn, đó là hăm giết cha giết mẹ giết những người trong gia đình, nên đâm ra là bé nó khờ, bé nó không có hiểu được và nó muốn bảo vệ gia đình nên phải chấp nhận cắn răng chịu đựng những lần sau nữa. Và ổng mua chuộc bé, lấy lòng bé những lời ngon tiếng ngọt và bằng tiền, nhưng mà không đưa tiền mà nạp vào thẻ điện thoại cho bé, một cái hành động đã có sự chuẩn bị từ đầu. Thì qua câu chuyện này Phong cũng mong muốn rằng trên cộng đồng mạng có những cái lời bình luận, những cái câu nhận xét và định hướng giúp cho gia đình xử đúng người đúng tội, và cũng mong rằng là sự việc này sẽ mau sớm được đưa ra ánh sáng. Tại vì họ cũng ý định của họ là muốn mua chuộc bằng tiền để đánh đổi là sự yên lặng, không muốn là đi ra chính quyền. Đó là điều em nói vậy, đúng không chị? Để Phong sẽ gặp người cha
để mà hỏi về sự việc này. Tại vì người cha đó là cái người mà xâm hại bé Thư á, là bạn của người cha. Thì quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh, Phong sẽ đợi người cha về đó, Phong sẽ hỏi chuyện người cha. Rồi, xin chào quý cô chú anh chị.